Mến chào quý khán giả, chào tất cả anh em đam mê tốc độ trên sông nước ha. Đây cái mình giới thiệu cái này, cái đuôi chữ Z nha. Cái đuôi chữ Z, cái đuôi này thì của hãng Yamaha. Đây Yamaha. Cái đuôi Z này nó có hộp số ở trong đó, nó giảm tua lại. Là còn có một tua gử máy, còn có một tua chân vịt nha. Mình nói vậy cho dễ hiểu. Máy chạy một tua gử, chân vịt còn được một tua, nghĩa là bị giảm tua. Thì lắp chạy phổ thông mà. Và sẽ được thợ lão ca lão ca lắp để dành chạy đi vườn, đi chở đồ, đồ linh tinh vậy đó. Đại ca là bao tốc độ tới là 70 cây số giờ. Đây lão ca mới nói là khỏe. Hỏi được 70 không ạ? Anh nói là khỏe. Đây nha lão ca nha, lão ca hứa rồi nha. Cái này cái số nó đi rất là êm nha. Tại vì cái này của Yamaha. Đó. Là dự kiến lắp cái máy Mitsubishi 4D68 để mình lại cho mà cả nhà xem. Còn này ba cái vỏ lãi composite của trọng sĩ nè. Đó, anh em nào có cần xài vỏ lãi các loại đó, nhỏ lớn gì thì liên hệ với Thái nha. Chứ liên hệ với lão ca hay bán độ lắm. Thì lão ca bây giờ cũng như mình vậy đó, cũng hay quên, ngày lớn tuổi rồi cũng tính tình cũng hay quên. Đây là nói chuyện không, đây là cái Mitsubishi nè, 4D68. Máy này nó không turbo ha, là nó 50 ngựa nha. Bánh trứng nhỏ. Đây heo dầu nó, đây heo nghiêng ha, heo dầu heo nghiêng. Heo này người ta kêu heo lết heo gì nè, chứ không phải heo ti nha. Heo ti là mấy cái nó nằm ở phía trên. Mấy cái này nó nằm ở phía trên, nằm phía trên vậy nè. Này heo lết. Mình thì cũng không gành hơn mà cũng nói cái nào có sai anh em góp ý ha. Đây Mitsubishi 4D68 50 ngựa, tua được 3200, tua gin 3200. Dự kiến lắp cái đuôi chữ Z đó để mà chạy đi vườn chở đồ này kia, đồ lặt vặt vậy đó. Tốc độ thì cả nhà biết rồi đó, cái tốc độ là đòi hỏi cái tua, mà nó bị giảm tua nữa, 3.2 mà giảm tua lại còn có 2.000 mấy 2.000 mấy tua thôi đó, mà trong khi chạy cái vỏ lại lớn nữa. Này là cái Shibaga. Đó, trở lại cái đuôi Z. Cái đuôi Z bây giờ là chưa có cái chân vịt nữa mà không dám bao 70 ghê không. Chơi vậy mới ghê. Lão mà. Cái đuôi này đuôi vết cũ nha. Bây giờ coi clip, thằng kia thôi nha. Chứ chạy phổ thông mà. Chạy để dành chở cây cối này kia rồi đi vườn. Bây giờ chưa lắp thì cũng chưa biết chạy được nhiêu đâu. Nhưng mà chắc là chạy cỡ hem ngoài đâu được. Hem ngoài 30 rồi ha. Nếu hên hên nữa là được 3 mấy cũng chừng. Vậy nha, để chờ lão ca lắp coi làm sao. Lão ca bao là lắp 3 ngày. Lắp 3 ngày xong. Ghê lão ca thiệt. Hỏi lão ca làm chừng bao lâu, lão ca nói là 3 ngày. Ghê chưa. Giờ lão ca cự cho mà trả giá thêm đó, mấy ngày. Mấy ngày. Trời luôn thấy chưa, 3 ngày luôn, 3 ngày nói là chạy được nha. Chứ không phải là hoàn thiện là lâu hơn, 3 ngày là cầm cái cây này nè, lái.
À, nãy đại lão ca có nói rõ là 3 ngày là xuống là cầm cây này lái được. Để cho lão ca làm coi. Đây cái Mitsu 4 máy nha. Cái này là Mitsu 4D68. Cái này nó tương đương không turbo gì hết, là nó từ 50 ngựa nha. Đó. Giờ để đề thử coi. Cái này cò bọng rồi còn gì nữa. Yeah. Rồi, tiếp. Mitsu 4D68 nha. Cái này cái heo nè. Giờ để thử đo tua coi. Máy này anh em có cần thì liên hệ với Thái ha. Còn nhiều cái lắm nha. Này, bữa nay móc ra một con thử một cái. Rồi, lên số 1. Là 3.200 nha, là cái ga mình chưa có ga hết đó, giống như cái pin của nó đó. Sau khi mình mà xả ga, xả dầu đồ thêm thì cái tua nó lên nữa nha. Không phải vậy, nó lên là từ hàng 4.000 luôn á. Như cái tua pin của nó được 3.200. Rồi, thôi lấy đi, dịch bệnh đi. Mà mấy cái Mitsu nè, Mitsu 4D68. Này cái Yanma thủy. Yanma này như 4GHTZ. Đây 4GHTZ đây. Năm mươi BS. Có turbo máy thủy mà. Này máy mẹt kia đi. Phía trước trước đó cũng còn mẹt kia đi nữa đó. Những cái dòng máy đó, nó không có turbo. Cái này là có turbo nè. Rồi 4D68 này cái bằng sắt, cái quạt bằng sắt. Cái bà tê. À, cái đây cái mẹt mà. Mẹt này nó không có turbo ha. Nằm nó cũng nằm bếp mà. Heo dầu đó. Có 5 bếp. Rồi cái mình muốn đề cập vấn đề, muốn đề cập đây là cái 4T100 nè. Đó, 4T100.
Cái này dự kiến lắp cho cái 6m3, anh em thẳng đón xem ha. Đây cái thông số của nó đây. Nó tua 3000. Nó đẹp tua 3000 là cái tua zin đó. Dung tích như tới 3 lít mấy nè, đường 3 lít rưỡi. Kiến lắp cái 6m3 này thì không có turbo nha, 4 máy 4 bét nha, thấy 4 cộng dầu nè. Trong đó thì mấy cái cua ta nhỏ nhỏ rồi đó, ta Shiboga 3T, cái đen đen này là Shiboga, đồ nghĩa địa hết, Isuki. V1505 của ta. Nè, của ta V1505. Này cái đuôi dép, đuôi chữ dép. Rồi sẵn giới thiệu thêm cho thấy nha. Ớt sao ớt. Đó, Mitsubishi ớt sao ớt. Cái này dự kiến lắp cho cái 6m3 nữa, cano 6m3. Cái loại dòng tua cao, cái bánh chớn chút két mỏng dính nè. Còn cái bên trong đó là cái Nissan SD22. Và dự kiến lắp cái 5m4. Cái đó trong thì nó có hộp số rồi. Số đó thì cũng người ta gắn vô thêm á. Cái máy này thì cái SD22, cái Nissan SD22 đó với cái S6S này với cái 4T100 là khách người ta gửi lại nha, khách người ta gửi đến tiệm làm. Bạn đón xem ha. Còn mấy cái máy nghĩa địa này thì mấy anh em muốn mua muốn xài thì cứ liên hệ với Thái. Máy này thì khách người ta gửi, còn lại với mấy cái số kia là mấy anh em có xài thì liên hệ với Thái. Là cái chiếc vỏ này dự định lắp cái đuôi chữ Z đó, đó là cái chiếc này chở vừa máy vừa người ta mà chở thêm được là 50 bao phân, khoảng bao 50kg là chở được 2,5 tấn đó nha. Chiếc vỏ cũ ha, cái lái này được 1,5 m, chiều dài là 9,2 m, loại vỏ tải mà chạy phổ thông chơi, chạy đi vườn rồi chơi vậy đó, đi chở đồ lặt vặt nha đó. Bây giờ chơi cái máy 55 ngựa. Chơi chứ đó, hai ông bà đi ra đi vô hoài à. Cho nên ông tính lập mà cái đuôi dép đó để mà chạy đi ra vô cho khỏe. Ra vô cũng tầm khoảng 6-7 cây gì đó. Máy này cái máy có mà cũng như chuyền nhông nha. Máy cốt xéo á, quên nói chuyền nhông. Cái này chạy chắc mắc cừ lắm ta. Chủng là chủng á. Dữ rồi, chạy đi. Dữ. À, tốc độ dám cũng cả chục cây chuối một giờ á. Cái cây láp nó ngắn cái là cà lẫn chủng lẫn chủng. Bởi vậy cái lý do đó mà lắp cái máy giữa rồi lắp cái đuôi chữ Z đó để chạy đi ra vô, nhưng mà chở đồ rồi
phải có cái nhà trong vườn nữa. Đây là ngoài tiệm thôi. Tại cái đuôi dép này ông thợ cả ông làm được bao nhiêu rồi đây. Này ông cũng mới sơn. Cái này nó không có nó không có ben nha. Mình chỉ là tới cái mình xài ở ba cái mắt nè, mình xài ở mắt nào đó thì mình cho cái lát nó chân vịt nó nạp ngang hay nạp xuống hay là nạp lên, ví dụ như đó là mình chỉnh ở ba mắt này chút xíu. Quay xem chơi nha, cái này là anh chạy phổ thông mà. Hay vì cái vách cano của người ta chế là cái vách nó đứng lên vậy, thì cái này mình áp vô nó vừa, còn của mình nó cái lái vỏ lãi của mình nó đi chiều này vì mắc làm độn thêm. Mày mới gá thôi chưa có hàng, mới gá hàng sơ sơ gì đó xong hết rồi canh máy rồi đàng hoàng mới gỡ ra mới làm lại, canh cho nước đựng vô, giờ để sẵn gì hết đang canh cái nền. Cái nền thì có thợ trẻ hỗ trợ tiếp, biết là đi vườn mà. Cái nền mình đặt cái máy, còn cái đuôi dép thì mình gắn sẵn vậy đó để mình biết cái cốt lát đó tới đâu để mình canh cái máy. Mà cũng mau à, dám 3 ngày rồi thiệt lắm chứ không phải chơi đâu. Này là coi như là được hơn ngày rồi. Ra dốc cũng thành phảnh hết rồi. Vỏ này vỏ cũ nha, cắt ra. Này của cái vỏ cũ sẵn. Dày quá ha, vỏ này cũng dày. Này độn ra cái khoảng này cũng xa. Chiếc nhập của người ta là cái vách lái người ta xéo ra vậy, giống như nó hẳm vô, còn của mình nó chùi ra. Bởi vì mắc làm cái miếng sắt để độn. Chế mà để tập bà rồi chơi, tập tạc rồi chơi, cứ ngồi vịn cây lái này ha, nói ra dài dài chút chứ ngắn quá lái gì nữa. Để lái chăm cây chuối giờ. Chiếc này 9m2, lái được 1m5. Chân vịt chưa có nữa. Chỉ biết là lấy cái chân vịt loại của nó, nhưng mà loại chạy tải á, bằng gan hay bằng tha, bằng nhôm vậy á, hay là chế chân vịt inox của mình đưa vô chạy không? Thế vậy cho gắn chân vịt inox của mình vô chạy nó ngon hơn nha, tại vì cái độ ăn nước nó cao hơn cái chân vịt của người ta cái loại kia đòi hỏi máy chạy tải, máy chạy tua người ta cao. Máy mình toàn là tua thấp không. Trời ơi, coi thế nào. Mình làm một cái hộp để mình cá ra cho nó đúng cái chiều của cái đuôi chữ Z nè. Cá cái hộp ra. Giờ hàng cũng chưa nữa nè. Chỉ mới gá thôi. Đặng biết cái vị trí của cái cây cốt lát nó vô ở trong chỗ nào đó để mình đặt máy, đặt xong rồi mới gỡ cái đuôi này ra, mới xử lý hàng mấy cái này lại hết. Mà chưa hàng xong, tất cả đang làm phá hồi tất cả kênh đủ thừa. Nãy giờ là em không có máy nha, không có đủ thừa nha. Để cục máy để canh thử. Đi xuống. Ghé mình canh thử rồi tới đâu cái đó. Dạ cách thì dạt lại đi con nhìn thử. Bắt cái bát. Rồi cho đưa rồi. Rồi tới đầu cái nữa. Bắt bát xuống. Giống lại bạn. Keo luôn.
xong rồi. Đây, đang giá lại keo còn ướt luôn. Này nãy cắt mài á, mài cái ba cái bụi nó bay. Này thấy là như nó nhỏ hơn đuôi 110 mà cái số nó thì mình không có thấy được, nó xét nó mất mấy cái số hết trơn. Mình thấy là như nó nhỏ hơn 110 xong nó lắp vô vô cái bệ này. Rồi nha, đúng như dự kiến của thợ lão ca, đúng 3 ngày xuống thiệt nè, xuống chạy được, lão ca có hứa vậy mà. Quá à, xuống chạy được à, để tí xíu nữa à, lão ca để mình chạy thử cho mà quý khán giả xem chơi ha. Video xem mục đích giải trí thôi nha, chứ không có nói ở đây, không có nói làm hơn ai hết á. Xem là để vui chơi, và anh em nào thích thì làm ở không còn thích chỗ nào thì làm chỗ đó. Ở đây không có ép buộc mà không có quảng cáo cho mà ai chỗ. Chứ bây giờ thiếu gì chỗ lắp mà máy âm, thiếu gì chỗ, quý khách khoái đâu thì làm đó thôi. Này cái cây cây số hả anh ba, cây đỏ đỏ cây số hả, cần số nha. Xíu chạy thử coi như thế nào. Bây giờ là coi như lão ca có hứa là chỉ là đưa xuống rồi cầm cái cây này là lái, thì đúng như vậy rồi đó, là đưa xuống là cầm lái chạy được rồi đó. Còn chuyện chế thủy lực này kia đồ là từ từ, tính chế tới thủy lực nữa mà không biết tới đâu đây nha. Hay là làm bộ lấy cơ anh đây, chơi bộ lấy cơ vô. Bộ lấy cơ mà bây giờ mấy bộ này mắc quá. Để lại coi cái chừng dịch coi. À, hạ thủy nhưng mà vẫn còn tiếp tục nha. Còn tiếp tục, đây là cái chân ga đang làm lặt vặt thêm. Lặt vặt thêm, mình nói tí xíu chứ cũng lâu lắm đó nha. Tại trong video thì coi tí xíu là có chạy thử rồi, nhưng mà sự thật bên ngoài thì hơi lâu. Chừng dịch này nghe anh ba nói là đâu ba tắt máy anh ba, ba tắt tám. Cái cùi này cũng cao ha, tại vì ra trễ cho nên không có thấy được cái chân dịch nằm ở trên chưa, lúc chưa lắp vô á. Cái đuôi dép thì chạy ngon rồi đó, ngồi mình ngồi đây cái cầm đây mình lái nha. Thì bây giờ tạm thời mình chọt cái gì vô là mình chạy được rồi, tại vì bao ba ngày giờ là nắm đây chạy mà có nói rõ mà. Cầm qua chạy chỗ đó đó. Còn đang tiếp tục. Máy có mở chưa? Mở rồi. Có mở rồi ha, vậy là có mở mở dầu. Mở dầu dưới lắc heo nó khác nha. Rồi mở ra dưới cột ra nó khác nữa nha. Thông thường mình nói có khi tóm gọn là mình nói mở máy, nhưng mà mở máy trong đó mình mở hết hay là mình mở phần nửa. Mở phần nửa thì chạy có lý hơn, còn mà lắc heo lắc đồ thì chạy nó mau tới lắm nha. Máy người ta chạy 10 năm, mình chạy 3 năm tới. Có khi không được 3 năm. Lắc heo á, 3 tiếng hồi tới mình chạy 2 tiếng tới. Ờ. Lắc heo, lắc heo chứ thổn máy lắm. Như thế này thì không có turbo nha. Mitsubishi 4D68 tầm 50 ngựa. 50 ngựa. 4D mà 4D56 thì nó 7 ngoài ngựa. Cái chân vịt vậy là nó được 3 tấc 8 đó nha. Nãy mình nghi ngờ sợ nó nhỏ nhưng mà có đo lại rồi 3 tấc 8. Bạc 8 là tính cái đường kính á. Phần sau bữa cũng giá lại cắt ra để lắp đặt á. Là chiếc này để đi vườn mà đi tới lui.
chở này chở kia, tại vì nhà tiệm thì nó ở đây nhưng mà nhà cách cũng tầm 6-7 cây số vậy đó, làm để chạy ra chạy vô. Chiếc này là 8-9m2 nha. Còn cái lái này hôm bữa mình tưởng nó 1m5 nhưng mà thật ra có 1m4 thôi, 1m4 bề ngang. Cái đuôi dép này thì số thông tin nó mất tiêu hết trơn rồi, mình không có đọc được. Mình thấy nó cũng nhỏ hơn cái đuôi 110 tí xíu. Chắc đuôi cỡ đuôi 80 hay gì đó, mình cũng không gành hung nữa. Làm để chạy đi phổ thông mà cho nó khỏe, chứ ôm cái máy đuôi tôm này chạy nó mệt. Chế từ từ, chiếc này chế từ từ hoài tới tại của nhà. Rồi cái vỏ siêu tải lắp cái đuôi dép. Hôm nay anh thợ cả đang làm thêm mấy cái lặt vặt chuẩn bị chạy thử. Ông chơi về ông lượm ba cái đồ của mấy đứa nó xài không được dục ra, lượm ông chế lại ông chạy nè, chơi đỉnh không. Đồ người ta bỏ, đồ ai chê bỏ là ông lượm mấy xài không được, được tao tao xài cho mấy coi cỡ nào xài cũng được chứ anh ba. Đâu đợi đòi tới đồ tốt, đồ tốt ai xài cũng được đó anh ba, nói đồ tốt đồ ngon ai xài cũng được, đồ nào bây xài bây chê bây xài cũng được đưa tao, là ảnh tận dụng ảnh chơi láng hết trơn nha. Xíu coi coi ảnh chạy thử rồi làm sao. Đây cái tạm thời ảnh chơi cây lái nè, như dự kiến anh nói là gắn cây lái này, cây lái này có thể lấy ra lấy vô được nha. Phải có cái khớp mình xây ra nè, có con bù lon bắt vô đó. Đó đó, mình dặn ra nào, tới chỗ rồi mình dặn ra, mình giấu cây lái cút được luôn, cút được luôn để dành phòng thân luôn đó, cút cút tiếp đó. Dành chạy đi vườn chơi. Chiếc này thì mình biết là tốc độ nó không có giữ nổi rồi, tại cái máy thì nhỏ mà cái vỏ thì chà bá nện. Chạy phổ thông mà. Chờ ảnh hoàn thành coi, đừng kiếm chỗ này chỗ kia để không làm. Đó. Lái qua hết lái nổi không? Để nhiều khi mắc dối á. Giờ thì làm để chạy thử trước, mà rảnh thì làm nữa. Rồi nay coi lão ca chạy thử nha. Cái ga như hồi nãy thấy cột là không có hết ga nổi nữa. Gì vậy? Không hết ga lại. Tắt máy ra đi. Anh không nghe. Tắt máy ra đi. Vô người ta mới thử từ từ thôi. Thôi chân vịt này nặng thấy ơi. Vịt nặng á, máy là không là máy nó không phát tua nổi nữa. Cái máy là không nổi, cái chân vịt hơi lớn, cái này phải độ thêm turbo nữa. Cái máy này chưa có độ turbo nha. Vậy là không chạy đi ra vô được rồi. Cái đó là không có hết ga.
theo thầy biết á, không có gà khói đâu. Tại nãy cái gà ổng cột nó không có ấy, nó không có mà cái gà là nãy thấy đạp là còn một khúc vậy đó. Lấy bài kéo rồi lên nó mới hết. Xa sát bên bờ kè vậy. Vậy giờ đi ra đi vô đi vườn là được rồi. Chở cây chở củi rồi. Để chạy xe hoài sao? Có khi muốn chở đồ á không có. À, 100 cây chuối giờ được rồi nha. Thấy cái chân vịt nó hơi nặng, máy la không nổi mà, máy nó không quao lên được, nó không phát tua được. Hết ga chưa? Nặng quá, nặng quá, chạy rồi. Thì cái chân vịt nặng rồi đó. Lên nổi. Dịch nặng quá la không nổi mà. Rồi cái ga nãy là mình cột đạp chưa hết á, anh có kéo lên thử không? Có kéo thêm lên không? Cũng có thử lên luôn phải không? Ừ, vậy là chân dịch nặng rồi. Nãy ảnh cũng có lòn ra tay, ảnh kéo rồi đó. Rồi mới chỉnh lại cái mắt dưới. Chạy thử lại quận nữa, nhưng mà chân vịt này chưa có thay nha, chưa có đổi. Nếu mà xuống gần nó nhỏ. Lại nó phát tua được, con này không có turbo mà nó sẽ chạy lớn tuổi rồi mà ngồi chạy cho nó khỏe. Chân vịt nhà bự á, mình mới nhấp vô cái là nó gịch liền tại chân vịt bự mà. Nhưng mà chạy mạnh lên nó la ra tu không nổi. Để chờ thấy nó tính nó đổi lại thử cái nhỏ nhỏ coi. Rồi chừng nào độ được turbo rồi hả chạy lại chân vịt đó. Vịt đó nếu độ turbo vô là chạy vừa á. Theo dự đoán của Thái nha. Nè. Đổi cánh này cũng không biết mấy tấc nha, cánh này biết nó nhỏ hơn thôi không? Nhỏ nhiều, chơi được. Thái nó tính đổi cái chân vịt này, cũng không có thước ở đây, không có đo thử được. Đo gan. Chắc 3 tấc thôi. Tầm 3 tấc à. Đưa vô nhiều khi cái cánh này nó nhỏ nó la lên được, nó phát tua chạy được á chứ bộ. Không có lát nào nhỉ? Chờ thay đổi rồi. Lên ra nóng bán. Nếu nó cũng gấp mà kêu nắng nán lại để mình đo thử một cái. Rồi y như mình đo gan nha. Tầm khoảng 3 tấc. Hơn 3 tấc. 3 tấc mốt, 3 tấc vậy hả?
cái nãy cái đường chạy là 3.8 lần. Chờ đổi ra qua cái nhỏ này qua thử coi. Quá luôn á. Chưa biết sao à. Cánh này lớn mà. Lâm Thành Tử đâu ra? Lâm Thành Tử đâu? Ở đâu ba tất phám? Cái bữa kỳ ta, bữa nhớ đâu ba phám mà. Ba bàn sáu à. Ở cái góc đo này mình cầm điện thoại nó không ngay á. Nó tới khoảng lối mà từ giữa ra 18 nha. 18, 36, không tới 38. Còn cái đó thì có 3 bắt. 3 bắt hơn 3 bắt. Kia mình đo 15 này nó 16. Dễ đo lại mình móc có móc được. Thấy đâu bên kệ này nè. Cái đường ấy nó là đổi xuống 15 ha. Cái dòng của nó được khoảng 3 bắt. 3 bắt hơn 3 bắt. Chối chối. Chơi kỳ ta. Nè nè nè. Rồi Thái nó mới gắn cái chân vịt xong để cho lão ca làm lại. Cái vịt nhỏ nha. 3 tấc mốt vậy đó. Trời nó chạy luôn. Nghe đó. Cái kia đó. Đạp nó không hết. Khi ổng làm cộng dây ga nó mới mốt rồi nó hư hứng lên nó độ tùm lum hết mất công. Giờ chạy đỡ mà. Rồi đang đổ ga. Vỏ tải chà phá chạy gì cũng có lý rồi. Máy nó hơi la được chân vịt vậy mà còn muốn nặng nữa sao đó. Phải không? Nghe làm như là muốn hơi nặng vậy đó. Này chở đồ đồ lặt vặt thì có lý rồi, ngồi lái khỏe để ôm cái đuôi tôm, nói cho lớn tuổi rồi ôm đuôi tôm chạy mệt lắm. Ông cũng làm giống như một cái chân để đi ra đi vô vậy thôi chứ mấy cái loại đuôi dép mà muốn chạy tốc độ thì đòi mấy cái dòng máy tua hay cho giữ mới được. Tại nó loại này giống như hộp số nó giảm tua mình lại rồi. Hay nha, lão ca tự lắp luôn mà. Mấy cái nào nặng quá xài mấy đứa nó tiếp. Lắp 3 ngày là xuống chạy thử được nhưng mà chưa hoàn chỉnh. Vậy là bữa nay là hoàn chỉnh rồi đó. Nhưng mà còn độ thêm tùm lum hết á. Giờ gấp làm cái chân để chạy thôi, để đi thôi. Cố lên vàng phải ghe nhẹ hơn tí.
cả làm nha. Này thợ cả làm nha chứ không phải. Chỉ xem vui giải trí thôi nha. Thợ cả làm vậy là cũng như là hơn 3 ngày. Chạy phà phà. Chạy đi ra đi vô làm cái chân đi được rồi. Chúc ông thợ cả là luôn mạnh khỏe nha, mốt độ chế thêm nữa. Giỏ này lớn lắm, giỏ là tới hôm đó mình có nói rồi 9m2 lần nha. À, để đi ra đi vô. Đường xung, đường xung. Chạy nữa không? Nó mở dây ra cho chạy. Đường xung. Tắt đi. Giờ qua chơi cái jet ski cho khán giả coi vòng coi nè, thợ cả dám chơi không? À, thách thách cả thời cả chơi à. Khách ổng làm 3 ngày, ổng dám làm 3 ngày rồi thiệt mà. Chơi không? Dám chạy cái mô tô nước không? Không, anh dám chạy mô tô nước không? Dám chạy không? Giờ để bước qua để gặp hỏi thăm ý kiến thợ cả tí xíu. Quý vị khán giả nán lại tí xíu nha. Đó, giờ thợ cả này chơi nè. Giờ anh ba ơi, anh hứa là 3 ngày anh hoàn thành là cái đó ok rồi đó, khán giả chứng kiến rồi đó. Giờ cái mô tô nước này nè, anh chạy được không? Đó, cho ý kiến rồi. Cái này như này thách đấu nha. Đừng khi dễ lão cả nha. Sáu mấy hả anh ba? Anh sáu mấy rồi đó. Thử một cái nha anh ba. Mình chạy chậm thôi. Để người ta nói mình dân sửa hồi nào giờ sửa cho người ta chạy không à. Anh chưa thấy anh chạy ha. Bữa nay người ta thấy anh chạy đuôi dép rồi đó. Dưới bữa hổm thấy chạy cái anh chạy thấy nó theo hỗ trợ à. Trời ơi rồi chung nè. Trời ơi. Ai chơi chơi. Không nói là thôi. Không chạy nào chứ. Đó, bữa nay chơi nha. Điện thoại đồ bỏ ra đi ha. Có gì lỗi không sao anh ba. Có gì tắm luôn chịu rồi. Mô tô nước thì cũng chưa có độ xong nha. Còn cái này là tự ảnh làm 3 ngày. Mình thách thách ảnh vậy mà anh dám bường 3 ngày xong. Là mình thua ảnh rồi. Không biết thua chậu gì đây. Giờ thách ảnh chơi tới mô tô nước nè. Cần bỏ cái nón không? Chứ thôi mất cái nón nha. Đó. Đó nha, bắt đầu. Vụ này xem vui rồi nha. Ra sao, chứ trước đâu sao lên, bởi vì mình không có làm chủ được. Kệ đi, thử ơi. Dữ ta. Lão ca chắc chơi hơn mình rồi. Lão ca chơi hơn mình rồi quý vị. Thôi ông gặp chiếc vỏ lãi bên trong chạy ra trời sống á. Giờ bên trong đang đổ ra nha. Cái vậy chứ chạy chiếc này chạy cũng đỡ lắm nha. Dữ ta. Chơi không lấy ngay không hả? Trời, đợi tới sát mé mới quẹo nữa kìa.
Thấy ông ghim ngay vô bờ kè không? Lão ca chạy em hồi hộp quá lão ca ơi. Quá dữ. Rồi cho vậy là cho dòng phố tay được rồi. Sợi dây ve chưa cột á, cái ve được ra nó khó chạy hơn. Đúng rồi, mình có vừa chạy vừa ga luôn á, dễ. Còn này nó sao nó kéo bất ngờ anh cũng khó chạy lắm. Chạy không được, khó chạy quá. Không gì vậy là xe mà chạy mà thằng sau lên ga trước chạy chứ không được. Vậy là đỉnh rồi. Vậy là hơn em rồi. Chạy có gì mà chạy có cái nó khó nó lái qua được mà mình muốn ngừng nó không ngừng nó... không gắn mấy mốt nó câu sợi dây ga lại là anh chạy ok á. Thấy anh làm có lý rồi đó. Được thì nó dễ rồi. Nó không lên được. Anh chỉ là anh chơi có lý rồi, hơn em rồi. Coi đậu lại thứ tự. Lão ca mà. Phải lão ca nào thấp thấp là tao chơi đó. đây nó quậy lại tôi. Rồi cái này mới kết thúc video đây ha. Rồi cũng chúc lão ca mình sức khỏe dồi dào, cũng chúc tất cả quý vị khán giả mình ai cũng có cuộc sống an lành nha, bình an trong cuộc sống, rồi phát tài phát lộc, làm ăn may mắn nha. Rồi xong nước miệt vườn, chào.